Thầy xin chào tất cả các con nha. Như vậy bây giờ mình tiếp tục các con ha. Cái bài tiếp theo của mình đó là lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp theo. Bài 6 nha các con. 6 lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp theo. Được chưa? Một là lũy thừa của công thức, rồi lên từ công thức nghe các con ha. Như vậy người ta bảo mình so sánh các cái tích này này, cái mỗi một ha, mình so sánh tích này 2 x 5 mũ 2 và 2 mũ 2 x 5 mũ 2. Như vậy mình tính nè, 2 x 5 mũ 2 chính là bằng 2 x 5 là 10 mũ 2. 10 mũ 2 là bằng 10 x 10 chính là bằng 100 các con ha, thấy chưa? Đó rồi, 2 mũ 2 x 5 mũ 2, 2 mũ 2 là 4, 5 mũ 2 là 25, và 4 x 2 là cũng bằng 100. Được chưa nào? Rồi, tao ví dụ thêm một cái nữa. Câu B nè. 1 phần 2 x 3 phần 4 mũ 3 và 1 phần 2 mũ 3 x 3 phần 4 mũ 3. Đó, như vậy mình tính thử nó ra cái gì các con nha. Rồi, đây nè, 1 phần 2 x 3 phần 4 mũ 3 thì sẽ bằng nè, thì sẽ bằng nè, 1 x 3 là bằng 3, 4 x 2 là 8, 8 mũ 3. Như vậy bằng 3 phần 8 x 3 phần 8 x 3 phần 8, 3 x 3 là 9, 9 x 3 là 20, 17, ha. 8, 8, 6, 4. 64 nhân 8, 8 là 1, 32 chữ 3, 8, 6, 4, 8, 4, 9, 5, 10, 11, 510, 512, đúng chưa? 512, được chưa các con? Rồi, như vậy mình làm cái này mình có thể ra cái gì? 1 phần 2 tất cả mũ 3, nhân 3 phần 4 tất cả mũ 3. 1 phần 2 tức là bằng 1 phần 2 nhân 1 phần 2 nhân 1 phần 2. Yeah. Rồi 3 phần 4 mũ 3 tức là 3 phần 4 nhân cho 3 phần 4 nhân cho 3 phần 4. Được chưa? 1 x 1 x 1 là bằng 1, 2 x 2 là 4, 4 x 2 là 8. Thấy chưa các con nha? 3 x 3 là 9, 9 x 3 là 20, 17. Rồi 4 x 4 là 10, 16, 16 x 4 là 64. Như vậy 27 x 1 là bằng 27, được chưa? Như vậy 64 x 8 là bằng 512. Như vậy các con thấy tính nó như nhau. Thấy chưa? Tính nó như nhau như vậy đó. Như vậy bây giờ con sẽ có một hướng này. X nhân y tất cả mũ n thì bằng x mũ n nhân y mũ n n, rồi giống như vậy đó. Rồi tức là gì? 3 x 4 m mũ 2 tức là bằng 3 mũ 2 nhân 4 mũ 2. Mấy bữa là như thế này, mình nhập vô, bây giờ như là mình tách ra, được chưa? Đó, cái kiểu nào cũng được nghe các con ha. Rồi, tương tự như vậy, bây giờ mình tính nè, cái chấm hỏi này nha. Câu A nè các con, là người ta để 1 phần 3 mũ 5 nhân cho 3 mũ 5, được chưa các con? Rồi các con xem này, đây như vậy đây có hai cái này thì mình lại đưa lại cái này để cho nó dễ ha. Như vậy bằng 1 phần 3 nè nhân cho 3 là tất cả mũ 5, các con thấy chưa? Như vậy nè, 3 tức là 3 phần 1 rút được nha. Như vậy nó ra 1 mũ 5 thì nó bằng 1. 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1 hay các con ha. Rồi đơn giản quá trời luôn. Rồi câu B nè, câu B người ta nói gì đây? 1,5 mũ
mũ 3 nhân nghĩa 8 bằng các con này. 1,5 này là các con để là 3 phần bằng 2, 3 bằng 2 là 1,5 ha. 8 này là các con đưa về 2 mũ 3. Tại vì 8 là bằng 2 nhân 2 nhân 2, 3 số 2 là 2 mũ 3. Còn lại 3 chia 2 là 1,5, hai là dưới khác này. Đúng không? Câu 1 này các con. Như vậy mình đưa lại 3 nhân 3 bằng 2 nhân 2 tất cả mũ 3. Nó thấy à? Như vậy 2 là 2 bằng 1, rút gọn đây, còn lại 3 bằng 1 là 3. 3 mũ 3 chính là bằng 3 nhân 3 nhân 3 chính là bằng 2 mũ 7. 3 nhân 3 là 9 nhân 3 là 2, 2 7. Các con thấy đơn giản không? Rất đơn giản nha. Hai nhỏ lũy thừa của một thương. Đó, lũy thừa của một thương. À, như vậy người ta bảo mình thì cái mũi ba này, ta bảo mình so sánh cái này, à, trừ 2/3 tất cả mũ 3 và trừ 2 mũ 3 chia cho 3 mũ 3. Giờ con này nên ta có này các con, ta có này, ta có ha. Trừ 2 phần 3 tất cả mũ 3, mình tính cái bên kia thì bằng cái gì ha? Đó chính là bằng trừ 2/3 nhân trừ 2/3 nhân với trừ 2/3 được chưa? Trừ nhân với trừ thành thành cộng, được chưa? Cộng cộng nhân trừ thành thành trừ. Như vậy còn 2 nhân 2 nhân 2, còn 3 nhân 3 nhân 3 bằng trừ 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 2 là 8, 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 là 20, 17. Như vậy ra là trừ 8 phần 27 cho con ha. Rồi, như vậy mình sẽ làm cái này nè. Trừ 2 mũ 3 chia cho 3 mũ 3. Trừ 2 mũ 3 là bằng trừ 2 nè, nhân với trừ 2 nè, nhân với trừ 2, được chưa? 3 mũ 3 là bằng 3 nè, nhân 3 nè, nhân 3 nè. Bây giờ trừ nhân trừ thành thành cộng, cộng nhân trừ đó ra trừ. Được chưa con ha? Rồi, con lại là 2 nhân 2 nhân 2. 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 2 là 8. 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 là 20, 17. Như vậy các con thấy không? Giống y chang nè. Thấy chưa? Giống y chang. Mình làm tiếp câu B này các con. Câu B của chấm hỏi chấm hỏi 3 là 10 mũ 5 nè chia cho 2 mũ 5 và 10 chia 2 tất cả mũ 5. À, rồi các con tính nè, 10 mũ 5 và chia cho 2 mũ 5. 10 mũ 5 là bằng 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10, được chưa? 2 mũ 5 là 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Rồi, 10 này á là bằng 2 nhân 5. 10 bằng 2 nhân 5. 2 nhân 5. 2 nhân 5 1 2 3 4. 2 nhân 5. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng gọn số 2 này, đúng gọn số 2, đúng gọn số 2. Đúng gọn số 2, đúng gọn số 2. Được chưa? Như vậy còn 5 số 5 nhân với nhau. À, 5 số 5 nhân nào? Như vậy 5 nhân 5 là 25. 25. 25. À, nhân với 5. Được chưa? 1. Đúng gọn là 1. 25 nhân 25. 25. Nhân với, à, như vậy 25 nhân với lại 5 này nó ra là 1. 25 này nhân với 5 này, nhân 25 giữ 2 này, nhân 20, 12, 25. 125 nhân cho 25, 525 giữ 2, 5 nhân 2 là
năm nhân năm nhân năm nhân năm nhân năm mà bài toán mới gì năm ba một hai năm dạ con. Như vậy thì hai cái đó nó đều nhau và sẽ có một cái công thức và sẽ có một cái công thức tiếp theo ha, tức là x chia y mà mũ n thì sẽ bằng x mũ n chia y mũ n với điều kiện y và các phần dạ. À, điều kiện là trong mẫu là các phần mới được nghe đó không à, nghĩa là luôn luôn phân số thì trong mẫu nó phải khác các phần ha. Rồi ta làm tiếp tục cái chấm hỏi 4 này ha. Dạ, ta làm tiếp tục chấm hỏi 4. Nó phải làm từ 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 vậy cho có con sen ha. Chứ không có liền đọc số đâu. Ví dụ như là rồi, chấm hỏi 4 này là 72 mũ 2 trên cho 24 mũ 2 à, như vậy là đây có này. Từ đây ra đây được thì từ đây trở lại đây được. Đúng không? Rồi, như vậy là bằng 72 chia cho 24 tất cả mũ 2. Để làm gì? Để ta cái này là hai số này đều là hợp số. Ta phân ra các thừa số mới tối để được rồi. 9 x 8 là 72. 6 x 4 là 20, 14. Được chưa? Là cả 42. 9 à? Là bằng 3 x 3, 8 là bằng 2 x 2 x 2. Đó, thì làm rất chậm nha. Đáng lẽ từ đây ra đây liền, nhưng các con khó hiểu thì làm 2 x 3 là 6, 2 x 2 là 4, 12. Các con thấy chưa? Rút gọn số 3 đi con. Rồi, rút gọn số 2 nè. Rút gọn số 2 nè. Rút gọn số 2. Như vậy ở trong này chỉ còn con số 3 duy nhất, tức là 3 phần 1. Mà 3 phần 1 chính là bằng 3. 3 mũ 2 là bằng 3 x 3 là bằng 9. Các con thấy đơn giản không? Rất đơn giản. Chứ để cái này chính là cái gì cũng bấm máy là đâu được. Để như thế nào? À, nếu như bấm máy mình cho vậy bấm máy được, nhưng mà lỡ mà người ta cho các ẩm ở trong đó không biết tắt là vậy để làm. Chứ thôi người ta cho ẩm X, Y, Z, T rồi trong đó sao lại bấm máy được. Mà mình không hiểu cách làm này là mình không rút gọn được. Được chưa? Rồi đây. Đây này. Trừ 7,5 tất cả mũ 3 chia cho 2,5 tất cả mũ 3. Các con cùng mũ 3 ha. Cùng mũ 3 đưa lại đây này. Thấy chưa? Rồi đưa lại đây là trừ 7,5 lên cho 2,5 tất cả mũ 3. À, các con biết là gì? 7,5 này, trừ 7,5 này. 7 trừ 7,5 là bằng trừ 7,5 nhân cho 0,1. Thấy không? Đó, rồi 0,1 nhân 7,5 là bằng 7,5. Rồi 2,5 tức là bằng 25 nhân 0,1. Đó, một bài con thấy chưa? Thôi một đứa gọn đây. Đó. Rồi, như vậy bằng này. Trừ 7,5 này á. 75 này bằng 25 nhân 3, 53 15 được 13 617. Thấy chưa? 25. Mũ 3. 25 là rút gọn cho 25 các con này. Như vậy chính là còn trừ 3 phần 1 mũ 3 rút gọn là 1 chứ không phải rút gọn nó mất luôn nha. Rồi, mà 1 là chính là nó mũ 3. Như vậy bằng trừ 3 nè. Nhân với trừ 3 nè. Nhân với trừ 3, trừ nhân trừ ra cộng, cộng nhân trừ ra trừ. 3 x 3 là 9, 9 x 3 là 20. Thấy chưa? Rất đơn giản ha. Đây, mình làm luôn cái bài này cho con nhé. 15 nè, mũ 3 nè, chia cho 2 mũ 7. Các con thấy, cái này có mũ mà cái này không có mũ. Thấy chưa? Không có mũ thì mình đưa về cái không có mũ cái con nghe. Rồi đây là 15 mũ mũ 3. 27 con đưa về 3 mũ mũ 3. 27 là bằng 3 nhân 3 nhân 3. 3 con số 3 nhân nhau làm thành 3 mũ 3. Được chưa? Rồi, như vậy là đưa về 15 phần 3 tất cả mũ 3. Rồi, giống như một thức này từ đây đi này. Ha. Đây. Như vậy 15 này á
Còn 15 phải chia 3 được 5. 15 nhân 3 là 15, được chưa? À. Rồi. Như vậy 5 mũ 3 là bằng 5 này, nhân 5 này, nhân 5. 5 nhân 5 là 25. 25 nhân 5 là 120. 15. Các con thấy chưa? Như vậy thì phần mà lý thừa của một số hữu tỉ tiếp theo này cũng không có gì để đã nói, đúng không các con? À, như vậy bây giờ là đến đây là đã hết cái phần lý thuyết rồi. Cái video bài tập thầy sẽ dẫn cái video sau. Để cho là thân ái thầy xin chào tất cả các con. Chúc các con.